Quang Đen xin chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào video này thì Quang Đen cũng xin chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì Quang Đen làm cái video này cũng muốn chia sẻ một số vấn đề với lại cô chú. Nói chung là tin tốt thôi, chứ cũng không có gì áp lực cho cô chú. Thật sự cho tới thời điểm này thì máy ấm của Hồng Đen các bé lên tới 1.000 bé rồi. Không phải là chó mèo không, tổng số các bé luôn á, có thể nói là số lượng là 1.000 bé. Thì nói về mà duy trì máy ấm thì cực kỳ khó khăn, tại vì các khoản chi phí mà qua Hồng Đen phải chi rất là nhiều, chẳng hạn như bò với lại dê phải ăn cỏ và rau muống. Hàng tuần thì qua Hồng Đen phải trả là 2.8 triệu cho tiền cỏ với lại tiền rau muống đó. Rồi mèo thì ăn pate với lại hạt, rồi chó thì ăn cơm, một ngày thì 150 kg gạo và 100 kg thịt đó. Nó rất là nhiều khoản chi phí luôn. Thì hàng tháng thì qua Hồng Đen phải trả tiền người phụ trạm đó, rồi tiền điện nước, đặc biệt là tiền điện rất là cao cô chú, là do là đất của Hoa Hồng Đen thuê á, một miếng đất mà không dính dáng tới dân cư để cho các bé được sống lâu bền á, thì mình phải chịu thuê đất là công nghiệp, không có được hỗ trợ xài điện của giống như là điện nhà giống như mọi người. Cho nên là máy ấm của Hoa Hồng Đen xài như vậy là phải bị phạt. Cho nên là cái số dao động lên tới 15-16 triệu một tháng á, cô chú đó. Rồi tiền nước á, thì do cái nguồn nước giếng là xài vô các bé bị viêm da, nên bắt buộc tụi em phải bỏ luôn cái nguồn nước giếng để mà xài nước ngọt cho các bé. Thì một tháng là dao động khoảng tầm 4 triệu, trung bình là 4 triệu. Nên là tụi em cực kỳ khó khăn đó. Và mùa mưa cũng sắp tới, tụi em sợ các bé bị dột, do là cái máy ấm đã gần 4 năm rồi. Thì từ lúc mà thành lập cho tới bây giờ là do không có được mạnh thường quân hỗ trợ xây cất nhiều, nên là tụi em phải giống như là chấp giá. Rồi cũng có mạnh thường quân giúp nhưng chỉ phần nào thôi, cho tới ngày hôm nay cũng mục hết trơn rồi. Cho nên vừa qua thì cả nhà mình cũng có thấy sẵn chị Quỳnh Thị Ngọc Hà có hỗ trợ cho tụi em là 2.500 đô để tụi em làm lại đường điện đó. Thì tụi em cũng có tính với nhau là vay thêm một tiền để mà sẵn mình sửa luôn, tại vì sợ sau này á mình sửa chữa mái tôn đồ này nọ tháo ra nó hư, nó uổng cái phí cái công sức mà chị Ngọc Hà hỗ trợ cho tụi em. Thì tụi em cũng có xây sửa lại mấy nhà để cho các bé đừng có dột, thì cũng có thiếu là 250 triệu. Rồi phát sinh ve tụi em phải thuê người coi như là chét là hết tất cả những cái lỗ hổng để cho ve nó đừng trú ẩn ở dưới. Và hàng tuần tụi em phải xịt khử khuẩn mỗi một tuần, như vậy là 2 triệu, một tháng là 8 triệu tiền xịt khuẩn không có cô chú. Thì nói chung là tốn khá như là nhiều chi phí đó. Thì cái tiền em mượn là em phải đóng lời. Thật sự mà nói thì khó khăn, nó rất là khó khăn đối với em luôn. Thì ngày hôm nay trên video này em cũng không có nói gì hơn là ngoài em cảm ơn ba chị Mạnh Thường Quân và một người cô đã cùng nhau hỗ trợ cho em là 4.000 đô để em trả bớt 100 triệu trong cái số tiền mà em vay. Thật sự mà nói ngày hôm nay em rất là vui mừng. Nói chung từ trước giờ thì qua Hồng Đen cũng ít bao giờ khóc lắm cả nhà, nhưng ngày hôm nay em rất là vui khi mà được mấy chị với lại cô thương em, lo lắng cho em tới mức độ mà cùng nhau hùng lại một số tiền lớn để cho em trả bớt nợ. Đáng lẽ ra là cô với mấy chị cũng không cho em nói lên trên cộng đồng đâu, tại vì sợ giống như là một lúc em nhận được một số tiền lớn như vậy thì mạnh thường quân khác sẽ thấy em có hỗ trợ rồi không cho em nữa thì các bé đói. Cho nên là em mà cái nói chung là nó bất ngờ đối với em á, em cũng mừng. Với lại cái em cũng muốn nói lên sự cảm ơn đối với những chị đã thương em, đã giúp em trong lúc này. Thật sự nói em rất là mừng, cảm ơn mấy chị với cô rất là nhiều. Thật sự em cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đó. Thật sự em rất là vui luôn á, và cũng cũng là bất ngờ, và em vui vì
trong lúc mà em hụt hẫng về mọi thứ, nói chung là em không biết làm sao á, thì được mấy chị động viên an ủi, mấy chị giúp đỡ cho em. Em cảm thấy giống như là nó vừa bất ngờ mà nó vừa vui mừng nữa, nên em muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình lên đối với cô chú. Thật sự mà nói, không phải là em nhận tiền mà em mừng mà giống như là em được cái số tiền lớn như vậy. Thật sự em cảm thấy giống như là em mừng ở đây á, là em được cái sự quan tâm yêu thương của mấy chị. Mặc dù cái trong cái chuyện này cũng có nhiều mạnh thường quân không có đồng ý em khi em mượn tiền số tiền lớn về để xây cách chạm, nhưng mà mấy chị vẫn ủng hộ em, vẫn quan tâm em, cũng như là vẫn ủng hộ cái điều em làm, thì em thật sự rất là vui mừng. Tại vì em cũng không có muốn mà những cái sự quyết định của mình mà làm ảnh hưởng tới mạnh thường quân, cũng như là tạo gánh nặng cho cô chú. Thật sự em rất là sợ khi mà vào mùa mưa á, các bé nó bị dột, nó ướt và nó bệnh. Hiện tại cái số lượng các bé ở nơi em nó rất là đông và gánh nặng của em rất là nhiều luôn. Em rất là sợ khi mà tụi nó bệnh bầy đàn á cô chú, thì cô chú biết rồi, bệnh em phải lo, mà đâu phải bệnh một con đâu, bệnh bầy đàn rồi á, rồi lúc nào tụi nó mất em cũng phải thiêu đó, em rất là nhiều chi phí. Cho nên là thật sự mà nói, khi mà em quyết định á, em cũng có suy nghĩ nhiều cho tới ngày hôm nay, để mà khi mà mình mượn một cái khoản tiền á, mình phải trả tiền lời. Thì lúc đó là em cũng không phải là em ỷ lại, hay là em không ỷ lại mà vào mạnh thường quân đâu. Em chỉ nghĩ là cái sự cố gắng của em khi em làm thì cô chú thấy được đó, thì cô chú ít nhiều thì cũng sẽ quan tâm tới em. Nhưng mà từ lúc em làm tới giờ á, cũng chưa được sự ủng hộ của mạnh thường quân á, nên cái số tiền nó vẫn còn nguyên đó, em cũng chưa có trả được. Thì mấy chị cũng thấy em buồn đó, cho nên là mấy chị cũng có nhín ra để giúp đỡ cho em. Mấy hùng lại với nhau là giúp đỡ cho em ngày hôm nay là 4.000 đô đó, để cho em trả bớt 100 triệu. Thật sự em cũng không biết nói gì hơn là ngoài lời cảm ơn mấy chị và cô luôn tha thứ, cũng như là chịu đựng con người của em á. Nhiều khi có những cái em làm nhưng mà em không suy nghĩ, em chỉ thấy là giống như em muốn làm là em làm thôi, chứ em không nghĩ tới hậu quả đó, cho tới khi mà rơi vào đường cùng rồi đó, đó thì em không biết làm sao. Nói chung đi, em làm clip này em chỉ muốn nói với lại mấy chị với cô là em rất là cảm ơn mấy chị luôn ở bên cạnh em, cho dù em có làm gì đi nữa, mấy chị vẫn tha thứ, vẫn yêu thương em, vẫn ủng hộ em từ tinh thần tới vật chất. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Em thật sự em không biết nói gì hơn ngoài là cảm ơn. Em cũng không biết làm cái gì á để mà đền đáp lại ơn của mấy chị với cô dành cho em. Em chỉ biết là cố gắng làm cho thật tốt, giống như là đáp ứng cho các bé mọi thứ mà các bé cần bằng cái khả năng mà em xoay sở được, thay giống như là nó thay như lời cảm ơn đối với chị, mấy chị với cô, là đối với tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng. Em chỉ biết làm hết sức mình thôi. Thực sự mà nói, em chưa bao giờ ỷ lại trên cộng đồng đâu, tại vì cô chú biết rồi, như mình ở một cái căn nhà mà dột á, mà nó bị trời mưa bị ướt, mình cũng lạnh, cho nên em nghĩ đơn giản vậy thôi, cho nên em mới làm cho các bé. Em không nghĩ là cái hậu quả nó lớn như vậy, nên là một lần nữa em cảm ơn mấy chị với cô đã giúp đỡ cho em trong lúc khó khăn này. Em sẽ cân nhắc hơn sau này khi mà em quyết định điều gì. Dạ, em cảm ơn mấy chị. Cũng mong rằng cô chú anh chị gần xa trong vòng nước trên cộng đồng có điều gì đó không hài lòng về Hoa Hồng Đen, mong cô chú cũng bỏ qua và thương cho các bé tại mắm Hoa Hồng Đen, để cho các bé có được miếng cơm sống qua ngày, cũng như là có được viên thuốc khi bệnh đau. Dạ, Hoa Hồng Đen.